Hello mọi người, đây là cái cách tôi làm môi cho lươn đấy mọi người này. Không có trứng vịt này, trứng vịt và con cua đông này. Đấy, con cua đông là tôi đi thả lưới để bắt con cua đông này. Còn ở đây là cám, bột cám mình rang lên thơm này. Cám cầm bắp này. Đấy, có ba loại thế này thôi. Xong là mình đập trứng này vào. Đấy, đánh ủ để sáng ngày mai bắt đầu hoặc là tối bắt đầu mình đi lấy lưỡi xong đưa ra là mình bỏ môi vào thì tiếp luôn. Cái của tôi đánh thì tôi không đánh trúng nha, tôi chỉ đánh vào cái lưỡi bắt quái thôi, cho nên khi lấy cái môi ra nó dễ. Tôi chỉ có đánh bắt quái thôi. Cách làm môi của tôi thì như thế này thôi này. Tùy theo từng người, có người thì họ làm đánh một con giun, nhưng tôi thì không đánh giun. Vì thực chất mà nói là con giun mình nhìn thấy nó mình không đến lúc mình bắt con lươn về mình ăn mình cảm thấy không được ngon lắm, cho nên mình không làm môi giun mọi người. Tôi chỉ làm một loại đấy. Đấy, tôi rang và nó bỏ trong cái thổ này. Thì là thổ này là hơn 1 kg bột tôi rang lên đây mọi người, bột rang thơm. Ngoài ra thì có thể là bỏ thêm trứng vịt lộn thì càng tốt. Tức là mình đánh về mình ăn thôi, chứ còn người ta bán thì không thể làm môi như thế này được, nó rất là tốn. Thì bây giờ mình làm về là mình ăn thôi mọi người. Lươn tôi bắt con là con bự lắm, con 7 lạng, có con 5 lạng, có con 3 lạng, có toàn là lươn bự bắt về mình ăn mà. Cho mọi người xem con lươn này. Đây, lươn của tôi là con bự như thế này. Ngày hôm nay được 2 con, ngày hôm trước được 4 con mọi người ạ. Lươn bự luôn. Đây, cho mọi người xem này. Nhìn rất là bự luôn, con này tầm khoảng 3 lạng. Hôm trước bắt được 3 con, 1 cân 1 luôn. Đó là cái cách làm môi lươn. Tôi dùng bằng giẻ man này, giẻ man này không dùng thì tôi cắt ra, bắt đầu là tôi bỏ cái môi nó vào. Đấy, nó có cái trứng trong đó, nó có chất tanh mà, con cua đông nó tanh lắm mọi người. Còn đây có con đám, đây gọi con cua. Đấy, đó là cái cách làm bôi của tôi như thế này. Sau đó bỏ vào trong này buộc lại và treo vào lưỡi bắt quái. Đây cái cách làm 7 lươn, lươn tôi 7 con bự luôn. Cả ở trong cái đầm này nó có một cái đầm tự nhiên, cái đầm mấy chục năm rồi, chả có ai nuôi trồng gì rửa hết. Chỉ có cỏ, bùn cỏ. Tôi đặt lưỡi bắt quái vào, nó vào lần 2-3 con. Đấy, nó khoái. Bây giờ tiếp mục tiếp theo là bỏ môi vào đây. Xong nó đâm vào tủ bóng. Thế là chập tối là mình đi vào đi xem, xong là mình bỏ tăng cường môi cho nó. Cái lưỡi bắt quái thì bỏ vào lấy môi ra nó khỏe lắm. Xin chào mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé.